For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Động thái mới của Apple củng cố vị thế quan trọng của Việt Nam. Nhật báo Nikkei đưa tin Apple lần đầu tiên phân bổ nguồn lực phát triển sản phẩm cho iPad Việt Nam, một bước quan trọng hướng tới việc củng cố vị thế của quốc gia Đông Nam Á này như một trung tâm sản xuất mới. Theo Nikkei, Apple đang làm việc với Trung Quốc, nhà thầu, nhà lắp ráp iPad chủ chốt để chuyển các nguồn lực giới thiệu sản phẩm mới sang Việt Nam. MPI là quy trình trong đó một công ty công nghệ như Apple hợp tác với các nhà cung cấp về thiết kế và phát triển các sản phẩm mới để đảm bảo các bản thiết kế có thể thực hiện được. Đây là lần đầu tiên Apple chuyển nguồn lực MPI sang Việt Nam cho một thiết bị quan trọng như vậy. Việc xác minh kỹ thuật để sản xuất thử nghiệm một mẫu iPad sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 2 năm 2024. Các nguồn tin tiết lộ với Nikkei Asia, mẫu máy sẽ ra mắt vào nửa cuối năm tới. Trước đó, Nikkei đưa tin BID cũng là nhà cung cấp đầu tiên giúp gã khổng lồ công nghệ Mỹ chuyển dây chuyền lắp ráp iPad sang Việt Nam vào năm 2022. Sự dịch chuyển nguồn lực kỹ thuật này tập trung vào các mẫu bình dân hơn là iPad Pro cao cấp. MPI đòi hỏi nguồn lực đáng kể từ cả công ty công nghệ và các nhà cung cấp, chẳng hạn như kỹ sư và đầu tư vào thiết bị phòng thí nghiệm để thử nghiệm các tính năng và chức năng mới. Hầu hết MPI của Apple được thực hiện tại Trung Quốc, phối hợp với các kỹ sư ở Cupertino, Mỹ để tận dụng kinh nghiệm hàng thập kỷ của đất nước trong sản xuất phần cứng. Dù vậy, gần đây Apple đang tìm cách đa dạng hóa cách tiếp cận này. Họ cũng có kế hoạch gửi một số quy trình MPI cho iPhone đến Ấn Độ. Dữ liệu của hãng nghiên cứu IDC cho thấy Apple là nhà sản xuất máy tính bảng lớn nhất thế giới với thị phần 36,6% trong 3 quý đầu năm nay. Còn theo một nguồn tin khác thì chỉ có khoảng 10% tổng số iPad được sản xuất tại Việt Nam trong năm nay, phần lớn vẫn ở Trung Quốc. Nikkei bình luận, Việt Nam nổi lên như là trung tâm sản xuất công nghệ quan trọng nhất của Apple bên ngoài Trung Quốc. Nhà sản xuất iPhone đã yêu cầu các nhà cung ứng xây dựng công suất mới cho gần như tất cả các sản phẩm của mình, ngoại trừ iPhone từ AirPods và MacBook đến Apple Watch và iPad ở quốc gia Đông Nam Á này. Việt Nam luôn đóng một vai trò quan trọng và chiến lược trong sản xuất, hoạt động như một trung tâm và tiềm năng trở thành một trong những trung tâm sản xuất toàn cầu tiếp theo. Ivan Lam, nhà phân tích công nghệ tại Centerpoint Research, nói, bản đồ chuỗi cung ứng gần đây của Apple đã chứng minh khả năng của nhà máy sản xuất tại Việt Nam trong việc sản xuất iPad và mở rộng quy mô sản xuất. Với điều kiện sản xuất chín muồi và độ khó khi sản xuất iPad giảm, bao gồm mô đun hóa và MPI trong bối cảnh địa phương Việt Nam, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi điều này trở thành hiện thực. Tuy nhiên, Việt Nam ban đầu sẽ ưu tiên các mẫu máy không phải Pro, ông nói thêm. Brian Ma, Phó Chủ tịch nghiên cứu thiết bị khách hàng của IDC cho biết, Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi từ nỗ lực đa dạng hóa ngành công nghiệp thiết bị, bao gồm không chỉ máy tính bảng mà cả máy tính cá nhân. Theo chuyên gia, toàn bộ hệ sinh thái dịch chuyển cùng với các hãng lắp ráp là một điều quan trọng, đặc biệt với máy tính sách tay vốn có nhiều bộ phận rời rạc hơn. Vincent Chen, chủ tịch hãng đầu tư chứng khoán CTBC, kiêm nhà phân tích công nghệ kỳ cựu, đánh giá Việt Nam và Ấn Độ thực sự là hai hệ sinh thái sản xuất rất quan trọng. Apple và BID không trả lời yêu cầu bình luận của Nikkei. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Để luôn cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua, quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin.